Ở đây là nó bị chóc gạch lên hết rồi cô. Dạ kính chào quý ông bà cô chú. Thì hôm nay em tình cờ uống cà phê trong cái quán mà có một mẹ già và hai người bệnh đó quý ông bà cô chú. Hai người bệnh mà cái giò là nhỏ xíu luôn á. Thì có thông qua thì có cô này là giới thiệu một hoàn cảnh này rất đặc biệt và đặc biệt như thế nào. Xin mời quý ông bà cô chú theo cái video của em để tìm tặng cảnh vào ngôi nhà này nha. Này, cái ngôi nhà này sao cô? Nhà này là tự cắt hay sao? Ta cho hả? Vâng. Đây. Dạ. Ủa. Rồi cô hôm nay nhiêu tuổi rồi cô? Tuổi thiệt 70 đó thôi. 70 hả? Rồi ông đâu cô? Ông đi ra khỏi, ông đi làm thuê à. Ổng đi làm thuê, ủa ổng nhiêu tuổi? Ổng 70 nữa. Ổng 70 nữa hả? Rồi cô ở nhà cô làm gì? Ở nhà ăn báo, có gì đâu. Vậy là ông đi làm ở đâu? Ông làm vòng nè, cái gì chịu gì thả lưới xong á. Thả lưới hả? Thả lưới xong á. Đây là quý bà cô chú, cô nhà thì đơn sơ vậy. Ủa có nhà này là cô cắt hay là sao cô? Nhà cắt tự cắt hả? Ta cho cái này nè, ta cho à. Ta cho hả? Dạ, cho có nhiều đó. Có nhiều cái này là ý là nhà này là tự ý là lúc xưa là có Mạnh Thường Quân tài trợ cắt đúng không? Không có. Hay là sao? Cắt cái nhà cắt tự cắt. Tự cắt mà tới giờ là nó như vậy hả? 78 tới giờ đó. Năm 78 tới giờ nữa. Vương bầu chú đây toàn ngôi nhà. Hư hết trơn, nhà cửa vừa hư hết trơn. Ta cho không? Ta cho không. Rồi cô tối nay ở nhà không hả? Ở nhà không, cô bệnh. Bị cô bệnh gì? Bệnh đủ thứ bệnh trên, không bỏ bệnh gì chứ. Bệnh gì nặng nhất? Bệnh cái gì nói tim. Bệnh tim. Ồ, tim rồi có đi nhập viện nông tim gì không? À không có nông tim, nó mệt. Mệt hả? Mệt. Đường. Rồi tiểu đường nữa. À, ruột phổi. Ồ. Ruột bướu. Rối loạn thần kinh. Dạ, rối loạn thần kinh. À. Rối loạn thần kinh thuộc hoạt phải không? Hay có lần thần kinh nó rồi. Ban đầu. Rồi tiền đình á. Rồi nó tiền đình. Về ông đi thả lưới rồi chiều ông về hay vậy? Ông chiều ông về nấu cơm, sáng nấu cơm cô ăn rồi ông đi rồi. Rồi. Không làm được trơn á. Không làm được, làm chút mệt. Mà cam mà không nổi mệt. Mệt. Ủa sao trước bông sao đeo con chiếc vậy? Mới nước mới ăn. Mới nước rồi gỡ ra. Nước quá trời nước gỡ ra. Rồi. Bây giờ vậy chứ nhìn tướng ngon lành vậy chứ không làm được vậy đó. Không làm vậy chứ. Điên chút mệt hả? Chút mệt đây rồi đó điêu ngẫu. Rồi cô có đi khám bệnh hàng tháng không? Có. Hàng tháng khám hoài. Khám ở đâu? Khám đâu? Không nghỉ. Rồi tốn tiền không? Nó ngày có cần nghèo. Phần. Cho cần nghèo khám mà tốn tiền cũng ít chứ không nhiều. Ít chứ không nhiều. Rồi hàng tháng nào cũng đi. Tháng nào cũng đi. Rồi cô được mấy người con? Hai đứa mà đi màu xa hết trơn, không có nhà. Ồ, con cô rồi màu xa. Rồi thỉnh thoảng có về thăm cô? Ít lắm, dắt năm gì không làm. 5 gì không làm. Rồi ở nhà ông làm bậy bạ gì, bán cá bữa 50, có 30 khi nó trúng 70-80%, sống hàng ngày, vừa hả được 70%, tới đúng tháng cái đi khám bệnh. Rồi ông có bị bệnh gì không? Cô hả? Ông á. Ông cũng nhất. Nhất hả? Nói thấy quá còn sống với hai này nè, ông đi không được. Coi gì trong nhà tôi mua ra nghe ban gà lục cập đúng đi ra trở đây đi ngủ mệt á, nghỉ hỏi ra đây. Rồi rồi bác sĩ này kia nói có hướng mà cô đi trị bệnh ở thành phố này kia nó đỡ hơn không hay là? Ý là cô có hỏi thử giống như cái bệnh này. Đi thành phố mà cô đi không được. Xe đi ói, đi xe nhỏ không à. Là uống thuốc định kỳ. Định kỳ tháng nào đi chứ. Mắc ngoài câm hả? Mắc ngoài câm không thấy đường luôn. Thấy không có tỏ, cũng thấy nhưng mà không tỏ rõ, không mới dạng vậy đó. Là đi có cái cây gậy chống. Chống chứ đi không cô đâu có đi không té hả? Té. Đâu có cái gậy đâu. Có gậy mới đi được hả? Không có té. Đi giờ không được nữa. Cái kia gặp ghét rồi không được. Nó mà không được. Ngon bà cô chú đó mà cô yếu hả? Rồi Con nói thiệt nè, cô con cô á, rồi kia có trợ cấp này kia cho cô không? Hiếm lắm, hiếm đầu lòng mới có. Mấy việc là con giáp năm gì không tới gì không cho thằng nào làm không được. Dạ. Làm hồ mà có tư duyên trơn hả? Dạ. Cô với ổng sống nhà. Dạ. Bây giờ có hai chồng cái nhà nè, muốn bà cô chú. Nhà gách lá này kìa. Thì không có lá nhưng thiết bạch hết rồi. Thiết bạch trơn, thiết cũ, bộ thiết cũ người ta cho thiết cũ là dừng. Rồi sao ở đây là nó bị chóc gạch lên hết rồi cô? Đâu có tiền lót gạch. Ý là không có tiền lót gạch là chỉ lên được cái nền này. Rồi lót cái miếng này lên thôi chứ từ lúc giờ chưa lót gạch luôn hả? Dạ. Dầm chừng dầm. Nhà không đóng cửa luôn. Không cửa nẻo gì trơn. Rồi nhà không có cửa luôn. Không có gì trơn. Tuần trước sao đóng học ha. Dạ. Dạ. Thì cô cho phép con vô nhà con đi vòng vòng nha. Dạ. Em muốn vào chú. Đây này cũng còn tivi nè, tivi này loại hồi xưa rồi. Còn ở trên mấy nhà này muốn vào chú. Đó, review. Thì chú đi con không có không sợ. Dạ, thì review cho bố mặt chú. Trời ơi bố mợ chú ơi. Ở đây nè bố mợ chú. Rồi. Dạ. Đây ngôi nhà gì bố mợ chú. Tôi nghĩ toàn bộ nhà rồi. Rồi như vậy mình có thiếu nợ gì không con? Không, có nợ thì cô không có thiếu. Nợ không thiếu, chỉ là làm như ăn nhiều không thiếu nợ. Mình ít nhiều nhiều. Bị không tháo lưới đó. Khi ra tiền tiếp không mình rút người ta không cho tiền. Nên ta cho 50, 100 cái gì cái mất mốt đi dành kịp cho cô. Dạ, ý là mà từ lúc bây giờ cô có đi hỏi là đi ra thành phố là nó sẽ bệnh mình nó sẽ khỏe hơn không? Không, làm cô thành phố cũng không có đi. Ý là cô có hỏi thử bác sĩ không? Không, không có hỏi được. Bác sĩ cô trị không nghĩ được. Dạ, bác sĩ nói là cái bệnh này ý là cái bệnh này là chỉ đi là mệt vậy thôi. Thế mà theo con cũng đi mấy rồi. Con sợ là cô là mệt gì nhiều á là cô bị cứ giống như là ngạt mạch vành đó. Không có ngạt, cô không ngạt. Cô vừa hơn hơn cái cô uống thuốc vô. Dạ. Rồi kìa. Nói là thuốc thứ hai tới tuần sau đi nữa nè. Tuần sau. Vậy một lần mình lấy tiền thuốc là nhiêu tiền? Có khi 80 không chừng, 50 không chừng. Khi nào hút thuốc nhiều thì 80 có, 100 có. Dạ. Khi 50, 60, 70. Không chừng đổ dùng thuốc định kỳ, hả bữa nào mình nó khám rồi mình khỏe ít thuốc rồi ít tiền. Còn hả thuốc nhiều tiền. Vậy là lần có mấy chục ngàn thôi chưa điện 100 ngàn. Có khi hôm trước thì mấy tháng trước thì 120 có, 140 có. Mấy tháng sau là 80. Vậy là không quá 200 ngàn trên một lần khám mà một tháng cô đi mấy lần? Tháng đi lần. Vậy giờ cũng có xe buýt rồi cũng dễ ha. Xe buýt cô đi không được của ói hả? Vậy là xe ai chở? Cái gì? Ông chở ông chiếm chợ chồng. Rồi ông sống ở nghề thả lưới hả? Thả lưới xong. Dạ, nhà không có đất luôn. Rồi đất ông già cho ở dạ. Dạ, năm 18 giờ vậy là ở đất ông già cho. Rồi lúc trước mà lúc mà cô còn khỏe cô làm nghề gì? Cũng vậy đó, con làm mướn thôi. Làm mướn thôi. Đó, mà chú. Giờ mắt cô không thấy luôn, giờ con ở đây nhìn thấy không? Thấy con, thấy không rõ. Ý là thấy không có rõ. Không có rõ. Rồi bác sĩ có nói con mắt cô bị gì không? Có bị bú nó lên đó. Bú hả? Bây giờ là cô là bệnh tim nè, bệnh tiểu đường nè, rồi bú nè, bú cổ nè. Bú cổ đó 3 cái. 3 cái nữa. Còn có lọt tiền đình nữa. Có giấy bác sĩ cho nè. Dạ thì đây con cũng review giới thiệu cái hoàn cảnh của cô cho quý ông bà cô chú anh chị được biết. Thì tùy theo là quý ông bà cô chú cảm nhận được thấy cái hoàn cảnh của cô thì quý ông bà cô chú có cái hướng gì thì con cũng không biết nha, thì con Lợi cũng tìm hiểu gia đình con vậy thôi. Con xin chào cô, mà chúc cô sức khỏe và ông luôn thả cá cho dính nhiều để mình kinh tế mình nó khấm khá hơn. Con ở trên đây con ở Tân Quế đây thì dạ ở Bến Đò thì clip con cũng kết thúc ở đây. Cảm ơn cô nha, dạ con chào cô, chúc cô sức khỏe nha. Và nữa cảm ơn quý ông bà cô chú thấy hay nhớ đăng ký ủng hộ.